Yeah, yeah, đây là chuyến đi tàu đêm khuya. Mày cầm vô qua toilet. Alo alo, chào mọi người, lại là mình đây. Nay cùng mình tham gia chuyến company trip 3 ngày 3 đêm năm 2023 của công ty mình nha. Nào đi thôi. Trip là chào những người anh em vui vẻ nè. Bra. Đó là tiết mục xả hơi đêm khuya và trò chuyện đến sáng. Ăn nè. Uống bia nè. Rồi gặp người anh em thịt lành như dạng đấy chứ. Mời một ly luôn chứ ngại chi. Phòng mình thích khách nhiều nè. Anh review gì? Anh review gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời mà đi sinh long tới vậy luôn. Mà em phải đứng tấn nữa. Không dám ra hả? Mà sao mình nhắm một chút. Mình đứng như này cái nó lắc. Mà cứ lắc qua lắc lại là mình rén mình không giống. Không, không giống đi. Không, không giống đi. Xong rồi em còn suy nghĩ là em ngồi em đái luôn cho rồi cho nó. Tôi nhìn làm cái má. Nhưng mà cuối cùng nó cũng phải ra được. Nhưng mà mà sao? Có thấy đường ray không? Thấy đường ray không? Thấy đường ray đâu, cái bệ ngồi nhà ngoài. Không thấy ray hả? Hết rồi, đi ngủ thôi anh em. The next day. Buổi sáng tốt lành nha anh em. Tầm này chắc mọi người còn đang say giấc. Set up một cái góc chiêu chiêu để mọi người ngắm cảnh bình minh trên tàu cái coi. Rồi, sau công tác cá nhân thì phải ăn sáng nha anh em. Tầm này có chết cũng phải ăn. Ăn để trải nghiệm đồ ăn trên tàu buổi sáng chứ. Cuối cùng cũng đã tới nơi, xuống tàu rồi thì mình làm loạn ra Nha Trang thôi chứ sợ gì nữa. Lai hoay tìm xe bus. Ok, lên bus rồi thì đi ăn và về resort thôi. Alo alo, resort mà đoàn mình ở có tên là The Arena Cameron Resort nha mọi người. Cũng như bao nơi khác thì cảnh đẹp là một trong những thứ không thể thiếu ở nơi đây. Có biển, có hồ bơi, chứ còn đòi hỏi gì nữa. Tham lát toàn cảnh này mọi người ơi. Sau giai đoạn nghỉ ngơi thì cũng đã đến lúc quẩy bữa tiệc đầu tiên ở resort. Đó chính là DJ Party. Không cần nói nhiều thì ở đây có và có. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây phải không Nam? Lên nhạc. Make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Do a wine, then she gone down from the ground. Bounce from the left, bounce from the right. Two of them together, man, I watch me all night. Down from the ground, me make it bounce, what a sight. Do a wine, then she gone down from the ground. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up. Xinh quá xinh quá. Chào anh em cuối ngày nha. Hey, lại là mình đây, lại thêm một ngày mới tốt lành nha anh em. Sáng sớm dậy đi quay và tắm biển nha.
Còn gì tuyệt vời hơn khi đi dạo dưới biển sớm? Không khí quả thật là trong lành. Vẫn quay thăm lát, cũng không quên ngáp vài cái cho tỉnh ngủ nè. Bơi biển xong rồi thì mình vào tắm hồ một phát nữa cho mát nha. Let's go! Review một chút sân khấu các hoạt động team building sáng nay cho mọi người nha. Vậy rồi, đi chơi tiếp thôi nha anh em. Gặp team này đang có hành vi lặng lách đánh võng, xin tham gia vào quay video thôi. Hoạt động giải trí ở resort thì có nhiều nhưng phải có team chơi mới vui nha anh em. Bơi lội cũng là một trong những hoạt động vui vẻ nè, xuống nhúng nhúng cho vui anh em. Cuối cùng là thứ hấp dẫn nhất, đêm gala, nơi diễn ra các tiết mục âm nhạc hoành tráng cũng như sự kiện đặc sắc của chuyến đi. Đi thôi nào, tổng quan buổi tiệc, có đồ ăn, đồ uống. Chuẩn bị, sẵn sàng. Happy birthday to you. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. The next day. Khoan, vẫn chưa hết đâu nha anh em. Vẫn còn hai hoạt động đặc biệt quan trọng, đó là chạy bộ và chụp hình cùng team. Chạy bộ ở những sự kiện lớn là cái gì đó rất tuyệt vời, mang đậm tinh thần của câu lạc bộ của mình. DK Children Everywhere. 4 giờ 1 tập trung tại biển. Khởi động nè.
Chạy một tháng mặt trời đã nhô lên rồi nè. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Chạy tới đích thôi. Có một điều thú vị là mỗi thành viên câu lạc bộ từ lúc chụp hình bắt đầu đã là về đích rồi. Ha ha ha. Anh kỷ niệm ngày mọi người tiếp đến là chụp hình cùng team. Nói với team mình cũng lầy. Anh chơi xíu cũng không chịu chụp hình chung. Chụp hình nè, quay team nè. Rồi, hết rồi đó. Wow. Về Sài Gòn thôi, năm nay công ty mình đầu tư mọi người nhỉ. Bỏ qua những nhãn nhặt tinh tinh thì chuyến đi rất là perfect luôn. Giờ về nhà cố gắng cài cốt để năm sau được đi tiếp thôi. Chúc mọi người có clip vui vẻ. Bra. Bài kiến luôn, bài kiến luôn nè. Tập tài kỹ vô đếm nè.